Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cái sinh chữa các bạn. Hai cái sinh chữa. Đứng trước mặt bạn cái sinh chữa đầu tiên nè. Chào mấy thêm 7 bò các bạn. Ôm chữa lứa thứ 3, ngoài 7 tháng. Giá 28 triệu. Đó, quà đèn khui các bạn thấy không? Con này cái hùng hết biết luôn các bạn ơi. Dợm bầu nè các bạn. Đó, vàng rúng nè. Không lan giá nha các bạn. Chào mấy thêm 7 bò nha. Không lan giá nha các bạn. Chân móng đi hoàn thiện nè. Ở móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn, lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn, yếm yếm rúng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, hùng hết biết, sái mặt sái lưng, sái lưng nè, sái mặt sái lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, sái mặt sái lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Đó. Con này chữa là ngoài 7 tháng các bạn, ôm chữa thứ 3 giá 28 triệu các bạn. Đó, rúng nè, qua đèn khui nè các bạn không, cây đuôi chà bá, lông đuôi một chùm, chân móng là móng sò hoàn thiện hết. Đó, bốn vú đều nè, ôm chữa lứa 3 ngoài 7 tháng các bạn. Đó, bao chữa bao khám bao lòi các bạn. Bò này thì mình chữa 7 tháng các bạn, mình đẻ bao gì mình hưởng bao đó các bạn. Tại bò này thì chủ nhà bắt về nên cũng không có dám bao bò gì các bạn. Đó, đẻ bao gì mình hưởng bao đó. Giá là 28 triệu các bạn, 28 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chú bò comment dưới màn hình video các bạn. Đây, con này tàn hết biết luôn các bạn, cao mét 3 bò nè. Tàn hết biết luôn, cao mét 3 bò, chữa 4 tháng các bạn. Cũng y con trước các bạn. Đó, ôm chữa lứa thứ 3, 4 tháng, giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn, móng sò. Bao chữa bao khám bao lòi luôn các bạn. Nó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Yếm dày nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, đòn dài con này cực kỳ to con luôn các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá nha. Xe mặt xe lưng nè, nghiêm chỉnh hết, không lan giá các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, không lan giá nha. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, chân móng đều hoàn thiện hết. Yếm dày nè, đó, đòn dài, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh. Giá 26 triệu bạn, giá 26 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, cái đòn hết biết các bạn, yếm dày nè. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh, chữa 4 tháng bao chữa bao khám, giá 26 triệu các bạn. Lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn. Sẽ mặt sẽ lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Giá là 26 triệu bạn, 26 triệu. Đó, quà đèn khui. Chân móng đều móng sò hoàn thiện hết các bạn, ôm chữa lứa thứ 3. Chữa 4 tháng bao chữa bao khám. Giá 26 triệu các bạn, cao mét 3 bò. Đó, chân móng là hoàn thiện hết, đều là móng sò hết các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.